Vừa qua tại Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu Báo Công Thương, Bộ Công Thương phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Tư nhân đã tổ chức hội thảo với chủ đề Cách mạng công nghiệp 4.0, những xu hướng và tác động đến xuất khẩu của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải chủ trì hội thảo. Xuất khẩu là một hoạt động quan trọng, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế nói chung và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Theo thống kê của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Việt Nam xếp thứ 26 trong các nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2016. Xuất khẩu của cả nước đạt 176,6 tỷ đô la Mỹ và năm 2017 dự kiến kim ngạch xuất khẩu sẽ vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng xuất khẩu đã đóng góp quan trọng trong tạo việc làm và thu nhập cho hàng triệu lao động, cân bằng cán cân thương mại, ổn định tỷ giá và ổn định kinh tế vĩ mô. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với việc nhiều loại vật liệu mới, sản phẩm mới được hình thành, những giao dịch xuất khẩu thực hiện hoàn toàn qua môi trường mạng, thì cơ chế chính sách quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng cần điều chỉnh theo kịp với tình hình mới, đảm bảo mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, hiện các bộ, ngành đang triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đảm bảo Việt Nam không bỏ lỡ con tàu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Về phía Bộ Công Thương, với chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, luôn mong muốn được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp về ứng dụng, triển khai thực tế cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và phương thức để doanh nghiệp Việt Nam bắt kịp, tận dụng được những lợi thế từ cuộc cách mạng này.